Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 tháng 11 đến chiều 16 tháng 11, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Ngày 17 tháng 11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 80mm. Đến chiều 15 tháng 11, một số tuyến đường trong phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Châu Thượng Văn, Nguyễn Hoàng vẫn trong tình trạng ngập do mưa lớn trong những ngày qua. Nghe thông tin ngập, nhiều du khách cũng tìm đến và thích thú với trải nghiệm lội lụt. Một số du khách còn ngồi xích lô đi trong nước lũ. Theo dự thảo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến đến năm 2030, cả nước có khoảng 250 cơ sở giáo dục đại học và 50 phân hiệu. Trong đó, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến trở thành đại học quốc gia. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cả nước sẽ có 5 đại học quốc gia. Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trước tuyển Philippines trong khuôn khổ lượt trận mở màn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo quy định, bản quyền truyền hình trận đấu này do Liên đoàn bóng đá Philippines nắm giữ. Theo nguồn tin của Lao động, một nhà đài Việt Nam đã đàm phán mua bản quyền hôm 14 tháng 11. Tuy nhiên, mức giá khá cao nên cả hai chưa thể đi đến thỏa thuận thống nhất. Nếu không thể mua bản quyền, khán giả có thể theo dõi trận đấu thông qua kênh YouTube chính thức của Liên đoàn bóng đá Philippines.